Ngon quá cả nhà ơi, nguyên một tô nó trái cây cả nhà, nó chín tố trái cây nè cả nhà. Thì hôm nay thì em có làm món về mà nó chín tố nó trái cây cả nhà. Thì em sẽ review về một tô chín tố. Thì mời cả nhà nghe. Gồm có là vú sữa nè cả nhà, thấy vú sữa không ngon không? Vú sữa nè, rồi gồm có mà nó xương bô đó, đợt xương bô nè đó, mít đu đủ với mà nước đá bào sữa nha cái nhà. Thì hôm nay thì em rảnh cái nhà thì em làm một tô này nè, rồi nó chín tố nè. Thì mời mấy anh và ông chị và bạn bè của em thì ăn chung em nghe. Đầy đủ luôn cả nhà ơi, đầy đủ là nó chỉ cây luôn cả nhà ơi. Vú sữa, thanh long, rồi mít, rồi nhãn, rồi đu đủ, rồi dưa hấu, đầy đủ luôn. Mít ngon quá cả nhà ơi, mít này mua ăn chả cả nhà.